Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi đọc truyện của ngày hôm nay, Huy xin thưa chuyện với quý thính giả một cái thay đổi nhỏ trong cái lịch phát sóng của kênh chúng ta. Đó là bắt đầu từ bây giờ thì Huy xin phép được nghỉ một ngày. Một tuần thì Huy sẽ nghỉ một ngày, đó là vào ngày thứ hai hàng tuần. Mong là mọi người hãy thông cảm cho vấn đề này. Xuyên suốt khoảng 3 đến 4 năm vừa qua thì làm việc liên tục mỗi ngày và chỉ nghỉ khi mà Huy có việc đột xuất gì đó thôi. Tới một lúc nào đó thì mình cảm thấy cũng cần có một cái khoảng thời gian nghỉ để mà tái tạo lại cái năng lượng của mình, cũng như là dành thêm một chút thời gian cho gia đình, cho các con. Mong là mọi người hãy thông cảm cho Huy nhé. Huy vẫn sẽ phục vụ liên tục từ thứ ba cho tới chủ nhật, và Huy sẽ nghỉ ngày thứ hai. Mong là mọi người hãy đón nghe theo cái lịch phát sóng truyện mới nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một cây viết mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh chúng ta, Trần Trân. Đây là một cây viết trẻ mà mới làm việc với đội ngũ ban biên tập của chúng ta gần đây để mà gửi một tác phẩm truyện ngắn có tựa đề là Giải Trừ Ngải Yêu. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Tuấn năm nay 35 tuổi, là chủ tịch tập đoàn có tiếng trên thị trường thương mại hiện nay. Công ty của anh kinh doanh về lĩnh vực thương mại và sản xuất hàng hóa như giày, túi xách. Mọi người xung quanh đều nói anh là một người tài năng, còn trẻ như vậy đã tự lập nghiệp kiếm tiền. Đã thấy ngoại hình của anh lại càng khiến cho nhiều người phải bàn tán xôn xao. Tuấn cao 1m80, khuôn mặt rất điển trai, sống mũi cao cộng với má lúm đồng tiền. Mỗi lần anh cười lên là biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì nụ cười đó. Nhưng ngặt nổi, anh đã có gia đình từ năm 26 tuổi. Lúc đó anh chỉ vừa mới lập nghiệp chứ không có thành công như bây giờ. 16:30, vừa đến giờ tan làm thì cũng vừa lúc tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, báo hiệu có người gọi tới. Anh nhìn vào màn hình, nở một nụ cười cho bắt máy. Alo, cô gái cưng, gọi ba có gì không? Trong điện thoại vang lên tiếng trẻ con. Ba ơi, mẹ nói bữa nay chúng ta sẽ chuyển tới nhà mới. Vậy khi nào ba tới rước con với mẹ vậy? Ba vừa tan ca xong. Con nói với mẹ, ba kêu hai mẹ con chuẩn bị thay đồ đi. Ba về chở hai mẹ con đi coi nhà mới ha. Dạ con biết rồi, ba nhanh lên nha. Anh tắt máy, lấy áo vest mặc vào, rồi mở cửa đi xuống bãi đậu xe. Đi ngang phòng tuyển dụng nhân sự, anh va phải một cô gái, làm cho cô ngã xuống nền. Cô gái la lên một tiếng. Anh hốt hoảng chạy tới đỡ cô đứng dậy, rồi nói: Xin lỗi cô, tôi vô ý quá. Cô có sao không? Chợt hai mắt nhìn nhau như có luồng điện xẹt qua. Tuấn nhìn cô gái chăm chăm, rồi kêu lên: Uyên, là em sao? Anh Tuấn. Cô gái nhìn lên, thấy trước mặt mình là một người mà cô đã từng yêu rất sâu đậm vào 15 năm trước. Không kìm lòng được, Uyên giang tay ôm cổ Tuấn, vừa khóc vừa nói: Anh Tuấn à, cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi. Thật ra năm đó xin lỗi em, chuyện cũng đã qua 15 năm rồi, anh không muốn nhắc lại nữa. Giờ đây anh cũng đã có gia đình riêng của mình, nên anh không muốn nhắc lại gì bạn. Mình vẫn mãi là bạn của nhau, em ha. Anh có gia đình rồi sao? Cô hỏi, tỏ vẻ thất vọng. 15 năm trước cô vì du học ở Mỹ mà bỏ lại anh. Cô đi không lời từ biệt, dù lúc đó hai người đang yêu nhau nồng thắm. 5 năm sau cô quay về Việt Nam khi đã kết thúc khóa học. Cô đến tìm anh thì nghe hàng xóm nói anh đã tốt nghiệp rồi dọn đi nơi khác sống để tiện cho công việc. Cô cũng đã từng đi tìm anh nhưng không tìm được.
Không ngờ hôm nay lại gặp được anh, nhưng lại nghe tin anh đã có gia đình. Tuấn dứt khoát trả lời Uyên. Anh có gia đình được 10 năm nay rồi. Em giờ này thế nào? Vẫn khỏe chứ? Em vẫn khỏe, cảm ơn anh. Cô lau vội nước mắt rồi trả lời. Tận sâu trong đáy lòng rất là đau. Đau như có ai cầm dao đâm thẳng vào tim cô vậy. Nhưng cô không trách anh. Mọi chuyện đều là do cô mà ra. Là cô đã bỏ rơi anh để chạy theo danh vọng. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Tại sao anh lại ở đây? Anh làm việc ở đây hả? Đây là công ty của anh. Em đến đây xin việc sao? Em xin vào bộ phận nào? Cô bất ngờ khi nghe anh nói đây là công ty của chính anh. Cô trả lời. Em được tuyển vào làm thư ký chủ tịch. Nhưng mà không ngờ chủ tịch lại là anh. Em đi du học ở Mỹ 5 năm. Khi về thì gia đình bị phá sản. Giờ em lại lưu lạc, cầm bằng tốt nghiệp bên nước ngoài để đi xin việc ở một công ty mà của người 15 năm trước em đã bỏ rơi. Anh Tuấn à, em xin lỗi. Em không muốn bỏ rơi anh đâu. Nhưng ba em... Thôi, anh bận rồi. Em về chuẩn bị đi. Mai 8 giờ lên làm. Anh đi nghe. Uyên không kịp trả lời thì Tuấn đã đi xa. Cô không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, bây giờ anh lại lạnh nhạt với cô như vậy. Đến cách anh nói cũng rất xa lạ. Cô từ từ đi đến thang máy, xuống bãi xe để về. Xuống tới nơi, cô thấy anh cũng vừa lên xe chạy đi. Cô bất giác lái xe theo anh tới một khu chung cư hoành tráng, chỉ dành cho những người giàu mới mua nổi một căn nhà ở đây. Khi xưa cô cũng đã từng ở một nơi như vậy. Bây giờ nghĩ lại, thấy hối hận lắm vì năm đó đã bỏ rơi Tuấn mà đi du học. Uyên thấy Tuấn đi đến một ngôi biệt thự 2 tầng. Trong nhà chạy ra một bé gái tầm 8-9 tuổi, ôm chặt lấy Tuấn. Một cô gái cũng từ từ bước ra, cầm áo vest, rồi hôn lên má anh. Uyên bỗng có chút ghen tị với người con gái đó. Cô ta thầm nói, đáng lẽ cái vị trí đó chính là của mình chứ, chứ là không phải của cô ta. Cô quay xe chạy về nhà. Sau khi nhà Uyên bị phá sản thì cả gia đình cô dọn đến thuê một căn nhà đã cũ ở khu ổ chuột. Vì trong nhà đã không còn đồng cắt nào, nên khi cô vừa du học về đã phải đi xin việc khắp nơi để kiếm tiền nuôi ba mẹ. Uyên từ lúc sinh ra vốn đã ở Vạch Đích, sống thoải mái không phải lo nghĩ chuyện gì. Bây giờ phải đi xin việc làm để kiếm đồng ra đồng vô như thế này, làm cho cô vô cùng chán nản. Về tới nhà, Uyên chào ba mẹ rồi đi vào phòng, nằm gác tay lên trán, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cô và Tuấn lúc trước. Lúc đó, Tuấn là một chàng sinh viên nghèo vượt khó. Tuy nhà nghèo nhưng ý chí của anh không nghèo chút nào. Anh học rất giỏi, cô rất yêu anh và anh cũng vậy. Hai người còn hứa với nhau rằng sau khi tốt nghiệp, cô sẽ dẫn Tuấn về nhà ra mắt. Thế mà... giờ đây trong lòng cô ngập tràn sự đố kỵ với cô gái bên cạnh của Tuấn. Uyên quyết tâm sẽ giành lại Tuấn cho bằng được từ tay người phụ nữ đó. Bà Linh mẹ Uyên gõ cửa phòng cô hỏi. Uyên à, con sao vậy? Mẹ thấy sắc mặt của con không được tốt lắm đó. Con không sao đâu mẹ. Giọng Uyên uể oải bỗng ra từ trong phòng. Sao nhìn con kém sắc vậy? Có việc gì khó khăn cứ nói với mẹ, giúp được mẹ sẽ giúp cho con. Uyên mở cửa phòng ra, mời mẹ vào mà tâm sự. Uyên hỏi, mẹ còn nhớ anh Tuấn người cũ của con hay không? À, cái thằng con quen hồi tốt nghiệp cấp 3 đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì sao? Cái thằng nghèo kiết xác đó thì có gì đâu phải nhắc tới làm gì. Bây giờ không có nghèo đâu mẹ. Bây giờ anh là chủ tịch tập đoàn mà, con xin vô làm thư ký đó. Bà Linh ngạc nhiên, nhớ lại năm đó
khi con gái bà quen với Tuấn, bà và cha của Uyên kiên quyết không cho cô quen, cho ép cô ra nước ngoài du học. Không ngờ bây giờ nó lại thành công lớn như vậy. Thế thì sao? Con còn yêu nó hả? Dù gì lúc trước hai đứa từng yêu thắm thiết, nếu con muốn quen nó thì mẹ cũng không cấm cản nữa. Sao mẹ không nói câu này sớm hơn? Nếu mẹ nói câu đó vào 15 năm trước thì bây giờ con đã là vợ của anh ấy, là chủ tịch phu nhân của một tập đoàn lớn nhất nhì trên thị trường hiện nay rồi. Bà Linh thấy con nặng lời với mình thì rất là bực mình. Nhưng vì miếng cơm manh áo, bà đành kìm nén sự tức giận mà nói giọng nhẹ nhàng. Thì bây giờ cũng có muộn đâu. Vợ con muốn yêu nó lại như ngày xưa thì đâu có khó. Sao mẹ biết không khó? Anh ấy có vợ rồi. Vậy thì đã sao? Chỉ cần con gái của mẹ muốn, thì cho dù nó có 8-9 vợ con gì đó cũng chẳng sao. Mẹ đều có cách khiến cho nó yêu con đến chết đi sống lại được. Mẹ nói con nghe, cách gì vậy? Uyên nghe bà Linh nói vậy thì ngạc nhiên, xen lẫn chút hy vọng. Bà Linh xích lại gần con rồi nói nhỏ vào tai cô. Sau đó hai người cùng nhìn nhau, cười lên một cách độc ác. Uyên thắc mắc quay qua hỏi, những thứ đó phải tìm ở đâu vậy mẹ? Cái đó con không cần phải lo. Mẹ có một bà bạn làm nghề thầy cúng cũng khá nổi tiếng. Bà nuôi rất nhiều loài ngải trong nhà. Mẹ vô tình tới thăm và thấy được. Quan trọng ở đây là con có tiền để mua nó về hay không thôi. Nhắc tới vấn đề tiền nong lại làm cho Uyên nản chí. Ê, con làm gì có nhiều tiền vậy mà mua ngải chứ? Con có thể mượn tiền nong mà. Uyên dù không muốn dây dưa với bọn giang hồ xã hội đen ngoài kia, nhưng nghĩ tới Tuấn, cô lại xiêu lòng. Đến cuối cùng, Uyên gật đầu đồng ý. Hôm sau, mới sáng sớm thì hai mẹ con đã chuẩn bị lên đường tới chỗ bà thầy cúng mà bà Linh nói, đó là Châu Đốc. Bà Linh lấy điện thoại ra gọi cho bạn của mình, nhưng gọi hoài không thấy người kia bắt máy. Bà tức mình chửi, mẹ nó, rõ ràng hẹn 10 giờ ra đón mình mà giờ này không chịu bắt máy là sao? Trời ơi mẹ ơi, bạn của mẹ sao chưa tới vậy? Trời nắng muốn thiêu chết con luôn rồi nè. Mày tưởng có mình mày nắng hả? Đợi tao chút coi, tao gọi lại coi sao. Nửa tiếng sau, thấp thoáng xa xa có bóng dáng của một người phụ nữ đang chạy chiếc xe máy của hãng mới nhất hiện nay. Khuôn mặt bà ta lấm tấm mồ hôi. Tới nơi, bước xuống xe là một người phụ nữ độ tuổi khoảng lục tuần, dáng người mảnh khảnh, mặt trắng bệch vì thoa nhiều lớp kem phấn, môi một màu đỏ chét. Bà ta cất tiếng nói, xin lỗi bà nha, tôi có việc bận cho nên đến trễ. Bà Linh tuy đang rất bực mình, nhưng vì đang muốn có chuyện nhờ bà nên kìm nén cơn giận, mỉm cười nhẹ nhàng, không có sao đâu, tôi cũng vừa mới tới à. Rồi quay qua giới thiệu, giới thiệu với bà, đây là con gái của tôi, con Uyên đó. Dạ, con chào cô ạ. Người đàn bà trước mặt mỉm cười gật đầu rồi nói, ở ngoài này nắng lắm, hai mẹ con theo tôi vô nhà đi. Rồi bà ấy quay xe chạy đi, Uyên và mẹ của mình cũng chạy theo sau. Đến nơi, trước mặt là một ngôi nhà tranh, tuy hơi cũ kỹ nhưng lại toát lên cái vẻ rất thần bí. Trước sân trồng nhiều loại hoa, màu sắc của chúng làm cho Uyên không thể rời mắt được. Người đàn bà đó thấy cô cứ nhìn lăm lăm vào những cây ngải, tay định chạm vào cánh hoa thì bà ta liền quay qua nhắc nhở, vô nhà đi con, đừng chú ý tới mấy cái cây này, nó sẽ làm cho con bị thương đó. Uyên nghe thế thì giật mình, hoảng sợ vội rụt tay lại. Dạ, tại con thấy chúng đẹp lắm, khi nhìn vô có cảm giác cuốn hút cực kỳ luôn ạ. Đương nhiên là vậy rồi, nó đều là mỹ ngải đó, ai nhìn vô cũng sẽ có cảm giác muốn chiếm hữu. Người đàn bà đó quay vô nhà, Uyên thầm khâm phục trong lòng. Cô khát khao sẽ có được một vườn ngải đẹp như bà ta. Đi theo sau bà vào bên trong,
người đàn bà tên là Trần Thị Liễu, sinh ra và lớn lên tại Châu Đốc. Thời còn trẻ bại rất xinh đẹp. Sau khi học hết cấp 3 thì bắt đầu được mở mắt âm dương trong một dịp tình cờ gặp được sư phụ của mình là một bậc thầy nuôi ngải. Nhưng cả đời của sư phụ bà chưa từng hại tới ai. Ông nhận bà là đồ đệ, bị trời ban cho bà đôi mắt âm dương, ban cho bà cái căn cơ làm thầy. Vì thế ông thuận theo ý trời, nhận bà về dạy dỗ. Có lẽ là do số phận sắp đặt, sau khi bà vừa học thuần thục thì cũng vừa lúc sư phụ hết dương thọ mà qua đời. Khác với sư phụ mình, bà Liễu không hành đạo cứu đời mà lại giúp cho người xấu làm chuyện sàng bậy. Bà kiếm sống bằng việc xem bói và bán ngải cho những ai cần. Bà không hề dùng tiền xây nhà cao cửa rộng hay sắm sửa đồ đạc cho bản thân, đều chuyển hết tất cả về cho gia đình của mình, chỉ giữ lại một ít lo việc sinh hoạt thường ngày. Bà Liễu đi vào trong buồng, một lát sau quay lại với bộ đồ lụa phi bóng màu đỏ, trên tay cầm một cây đèn cạy. Bà mời hai mẹ con Uyên ngồi xuống cái bàn nhỏ chính giữa nhà. Trên bàn đầy bùa chú và những chậu cây nhỏ. Bà rót trà đẩy về phía hai mẹ con Uyên, cho bình thản nói: "Hôm qua bà nói với tôi là cháu đây cần mua một cây ngải yêu, có công dụng mỹ hoặc một người duy nhất, có đúng không?" "Ờ, phải rồi." "Thế thì tôi đã chuẩn bị ba loại tốt nhất của tôi cho bà và con gái của bà chọn." Vừa nói, bà Liễu vừa đẩy ba cái chậu ngải có màu sắc sặc sỡ nhất trong đám cây ngải trước sân mà bà đã chuẩn bị ra trước mặt hai mẹ con, rồi tự tốn giải thích: "Cây đầu tiên là mị đoản, nó có tác dụng khiến cho người mà cô chọn thích cô trong một thời gian ngắn. Cây này có giá là 20 triệu. Uyên nhanh miệng hỏi: "Có tác dụng trong thời gian ngắn là bao lâu ạ?" "Khoảng 3 năm." Bà Liễu thấy Uyên im lặng không trả lời, nên chỉ vào cây thứ hai: "Cây này là mỹ trường ngải, tác dụng cũng giống như cây mỹ đoản, nhưng kéo dài được lâu hơn 7 năm, tức là 10 năm. Giá của nó là 70 triệu. Còn cây này thì sao ạ?" Uyên chỉ vào cây thứ ba, là cây mà cô cảm thấy ưng ý nhất từ lần đầu trông thấy. "Cây này là mỹ linh ngải, cũng là cây ngải ta tâm đắc nhất đó. Tác dụng nó giống như hai cây kia, nhưng thời gian của nó là vô hạn. Giá là 150 triệu. Uyên nghe tới đây thì cắn môi, đắn đo suy nghĩ. Bà Linh nghe giá của những cây ngải thì phát hoảng. Chỉ là một cái cây nhỏ thó như thế lại có giá cao tận trên trời sao? Bà cất tiếng nói: "Liễu à, nể tình tôi với bà hồi còn đi học thân nhau như vậy, giảm giá một chút giùm tôi được không? Chứ cái cây nhỏ xíu như vậy, chưa biết tác dụng ra sao mà đã cả 100 triệu rồi." Chân mày của bà Liễu hơi nhíu lại. Bà trả lời ngay: "Linh à, bà không tin tưởng tôi thì tìm tôi làm gì? Nói cho bà biết, niệm tình bản thân tôi mới lấy ra ba cây ngải quý của tôi mà bán cho con gái bà đó. Sẽ không có chuyện thêm hay là bớt giá tiền của chúng được. Tiền nào của đó. Bà không mua thì thôi mà, tôi cũng không có ép." "Lấy cho con mì linh ngải đi." Uyên đột nhiên cất tiếng, làm cho cả hai bà già đều bất ngờ và ngạc nhiên. Bà Linh ngạc nhiên vì con mình chọn cái cây mắc nhất, mị linh ngải, giá lên tới 150 triệu. Bà Liễu thì bất ngờ vì Uyên chưa nghe bà nói về lợi và hại khi dùng ngải, nhưng đã đưa ra quyết định chọn rồi. Bà Linh quay qua gằn giọng nói với con: "Trời ơi, mày điên hả con? 150 triệu lần đó." "Con không có điên đâu." Rồi quay sang bà Liễu, Uyên hỏi: "Mị linh ngải này tác dụng cụ thể như thế nào? Cô Liễu nói rõ cho con nghe được không?" Bà Liễu khẽ cười, lần đầu tiên bà gặp được một người hiểu chuyện như vậy. Giọng bà nhẹ nhàng
giải thích cho Uyên hiểu từng chi tiết. Mỹ Linh ngải này á, ngoài việc khiến cho đối phương yêu con vô điều kiện và vô thời hạn ra, thì nó còn có thể giúp cho chủ nhân của nó phá hoại hạnh phúc của một gia đình nào đó mà chủ nhân nó mong muốn. Nó có thể khiến cho đối phương si mê con cho tới khi nào chết mới thôi. Chỉ cần mỗi ngày con đều nhỏ 3 giọt máu vào lá của cây vào buổi sáng và tối, sau 1 tháng cây ngải sẽ bắt đầu ra hoa. Lúc đó hồn ngải sẽ nói chuyện và làm theo những gì mà chủ nhân của nó bảo làm. Uyên nghe bà Liễu nói một hơi dài, cô vẫn quyết định chọn cây ngải này. Chợt bà Liễu nói thêm một câu làm cho Uyên hơi sững sờ. Nhưng cô muốn nhắc nhở con, nếu ngải bị người khác có ý xấu với con đụng đến, thì cũng đồng nghĩa với việc ngải chết, con chết, ngải sống, con sống. Uyên bất ngờ với cái giá phải trả, nó thật sự quá đắt. Nhưng nếu cô cẩn thận bảo vệ Mỹ Linh ngải này, thì cả đời cô đều sẽ sung sướng và sống trong hạnh phúc bên người cô yêu. Cô đứng dậy nói, con chọn cái này. Còn vấn đề tiền bạc thì sau 1 tháng, nếu như điều cô muốn thành sự thật, tiền sẽ về tài khoản của cô. Được thôi, vì con là con gái của bạn thân của cô, nên cô tin con và chấp nhận giao kèo này. Cái này con giữ đi, tiền trao thì trao múc. Bà Liễu lấy ra tờ giấy ghi số tài khoản ngân hàng và tên người nhận, sau đó chìa ra bàn. Uyên cầm lấy bỏ vào túi, sau đó ôm chậu ngải rời đi. Bà Linh thấy vậy cũng nói lời tạm biệt rồi chạy theo con mình. Lúc này ở trong nhà chỉ còn lại một mình bà Liễu ngồi đó. Bà cười rồi tự nói thầm trong tâm. Nếu người có thể sống với mục đích của bản thân thành công, thì ta sẽ tìm đến nhận ngươi làm đồ đệ và dạy cho ngươi tất cả những kinh nghiệm và cả đời ta tích góp. Sau ngày hôm đó, ngày nào Uyên cũng làm theo lời bà Liễu dặn dò. Cô lập một cái bàn thờ nhỏ trong góc phòng của mình, để cây ngải lên, mỗi ngày đốt nhang và nhỏ máu vào chậu ở những khung giờ cố định. Mới nửa tháng thôi mà cây ngải đã bắt đầu đơm bông. Tuy chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng nó lại tỏa ra cái mùi thơm khắp phòng. Lạ một điều là mùi hương đó chỉ có một mình Uyên là ngửi được. Mọi người trong nhà đều sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Chỉ có mẹ của Uyên là lâu lâu lại hỏi thăm về cây ngải và sức khỏe của cô. Tính thời gian từ lúc bắt đầu nuôi ngải tới nay đã đủ 1 tháng rồi. Hôm nay là ngày mà Uyên hồi hộp nhất. Cô đi làm nhưng lại thấp thỏm không yên. Suốt thời gian qua, Tuấn và Uyên đều làm việc rất bình thường. Ngoài việc báo cáo lịch trình cho Tuấn, thì hai người không hề nhắc gì đến chuyện riêng tư. Vẫn như thường lệ, 16 giờ 30 phút là giờ tan sở của cả hai. Thế tới giờ về, Uyên vội vàng đứng dậy, thu dọn gọn gàng rồi ra về. Vì nhà của Uyên và công ty cách nhau hơi xa, nên khi cô về tới nơi thì cũng đã 18 giờ tối. Uyên bước nhanh vào phòng, đi tới bên bàn có cây ngải đặt trên đó. Cô lấy cây dao để sẵn trên bàn, rạch vào tay mình một lần dài. Máu trên tay rỉ ra, rơi vào nụ hoa. Đếm đủ 3 giọt, Uyên rụt tay về, lấy băng gạc chuẩn bị sẵn quấn lại cầm máu. Sau đó cô đốt lên 3 cây nhang, đọc lầm trầm câu chú mà bà Liễu đã dạy, rồi cắm vào lư hương. Làm xong, cô chợt cảm thấy hơi mệt và chóng mặt nên ngồi xuống giường. Vì trong thời gian nuôi ngải liên tục phải cắt máu, nên cô bắt đầu có những dấu hiệu mất máu quá nhiều, gây mệt mỏi và chóng mặt thường xuyên. Lấy trong kệ tủ cạnh giường hộp thuốc, đổ ra 2 viên. Chưa kịp uống,
Uyên bắt gặp có một luồng sáng cực mạnh ở phía bàn thờ cây ngải phát ra. Cô quay qua nhìn thì ngải đang phát ra luồng ánh sáng màu đỏ, cánh hoa từ từ mở ra. Uyên ngạc nhiên khi thấy mỹ linh ngải nở rộ. Cô nhìn không chớp mắt. Lần đầu tiên trong đời cô thấy một bông hoa đẹp đến như vậy. Có lẽ đây là cây hoa đẹp nhất mà cô từng trông thấy. Uyên đứng dậy khỏi giường, bước về phía cây ngải đang phát sáng. Vừa tới gần, cô nghe từ bên trong đó một giọng nói ma mị phát lên. Chào chủ nhân, tôi là hồn ngải của mỹ linh. Từ nay chủ nhân cứ giao việc cho tôi, tôi nhất định sẽ làm cho người hài lòng. Uyên biết mình đã luyện thành công mỹ linh ngải này rồi, nên không chút kiêng dè nói thẳng với nó. Người có thể giúp ta khiến người ta yêu cũng sẽ yêu ta sâu đậm được hay không? Chỉ cần là điều chủ nhân muốn, tất cả mọi chuyện tôi đều có thể đáp ứng được hết. Uyên vui mừng nói. Thế thì tôi muốn ngay bây giờ thực hiện luôn được hay không? Được. Vậy ngươi cần ta làm những gì? Chủ nhân hãy cứ bình tĩnh ngồi xuống, hai tay thả lỏng, từ từ suy nghĩ khuôn mặt dáng hình mà người cô yêu. Sau đó cô hãy nói cho tôi biết cô muốn gì từ anh ta. Uyên bắt đầu làm theo, nhắm mắt suy nghĩ về khuôn mặt và nụ cười của Tuấn. Sau đó miệng nói thầm những điều mà cô mong muốn. Tôi muốn anh Nguyễn Thanh Tuấn sinh ngày 24 tháng 9 năm 1987 vào 20 giờ tối hết mực yêu thương tôi, cưới tôi về làm vợ, giao cả gia sản cho tôi. Sau khi nói xong, Uyên dần dần mở mắt ra, nhìn vào mỹ linh ngải. Trong thân ngải phát ra một luồng sáng màu huyết dụ. Sau đó, một tiếng nói như trầm như bổng phát ra. Điều chủ nhân muốn sẽ được thực hiện vào ngày mai. Chúc chủ nhân thành công. Nhưng tôi có một giao hẹn. Ngươi cứ nói, nếu được ta sẽ làm. Uyên chấp nhận hết tất cả những điều kiện của mỹ linh ngải đưa ra mà không một chút ngần ngại. Bắt đầu từ ngày mai, hằng ngày chủ nhân phải cho tôi gấp 3 lần số máu mà một tháng qua chủ nhân đã cho. Chỉ có như vậy, ma lực tôi mới nhanh tăng cao, để có thể giúp chủ nhân một cách nhanh nhất có thể. Uyên ngẫm nghĩ, chỉ cần đạt được mục đích mà không nguy hiểm tới tính mạng thì bất cứ việc gì cô cũng có thể giao kèo. Được rồi. Được. Từ nay về sau, mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh chủ nhân. Lúc cần thiết tôi sẽ hiện ra nhắc nhở. Mong người cứ an tâm. Được rồi. Chỉ cần ngươi làm được việc thì ta không để ngươi chịu thiệt thòi đâu. Uyên nói xong thì sải bước đi tới mở cửa bước ra ngoài. Nhưng cô sẽ không bao giờ ngờ đến, trong phòng cô đã có một tiếng cười rùng rợn cất lên. Giọng cười này kéo dài không lâu thì cả căn phòng trở về như trạng thái ban đầu. Mọi vật đều tĩnh lặng. Sáng hôm sau, Uyên dậy rất sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô diện một cái váy ngắn ôm sát đùi cùng với một cái áo sơ mi trễ vai, nhìn rất kiêu gợi. Uyên lấy thổi son mà cô ưng ý nhất thoa lên môi, bặm môi vài cái rồi tự mỉm cười trong gương. Cô đi đến bên bàn trang điểm, cầm chai nước hoa mắc tiền lên xịt khắp người. Xong xuôi, hí hửng cầm túi xách hát vu vơ mấy câu rồi dẫn xe đi. Buổi sáng Tuấn còn đang ngủ thì chợt thấy tim mình hơi nhói đau. Qua một lát thì trở về bình thường. Thấy trời đã sáng, anh nhẹ nhàng buông vợ mình ra, trón trén bước vào phòng tắm. Không hiểu sao hôm nay Tuấn cứ có cảm giác bồn chồn không yên, giống như đang muốn đến công ty thật sớm để gặp một ai đó cho thỏa lòng nhớ nhung. Tuấn mặc đồ vào xong, đang định tắt cà vạt thì tiếng vợ của Tuấn cất lên. Ủa,
Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Bộ có công việc quan trọng hay sao? Ừ, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng trong công ty, nên dậy sớm một chút để chuẩn bị tương tất mà. Tuấn hơi ái ngại trong lòng. Suốt 9 năm qua, anh chưa từng nói dối vợ mình câu nào, nhưng hôm nay không ngờ lại làm cái chuyện này. Anh càng nghĩ càng thấy hôm nay bản thân mình thật sự rất kỳ lạ. Nhưng chẳng lẽ lại nói với vợ là đến công ty sớm vì muốn gặp một người nào đó hay sao? Giọng của vợ lại cất lên. Anh đợi em xíu, em làm đồ ăn sáng cho anh với con sắp xong rồi. Thôi, anh không ăn đâu. Em với con ăn đi, anh có việc bận nên phải đi trước. Tuấn cắn môi. Rõ ràng anh không muốn nói như vậy, nhưng như có một điều vô hình nào đó đang điều khiển lưỡi của anh. Tuấn bước lên xe rồi bảo tài xế lái nhanh đến công ty. Ở bên đây, Uyên vừa cũng tới cổng công ty. Cô cất bước nhanh vào trong phòng chủ tịch. Đứng trước cửa, cô lấy tay phủi quần áo vì sợ bụi đường bám vào. Uyên đưa tay tháo một cúc áo ở ngay ngực ra, để lộ cặp ngực trắng nõn nà của mình, mới đẩy nhẹ cửa đi vào trong. Như thường ngày, cô bước vào, đi tới bàn làm việc của mình, ngồi xuống và bắt đầu công việc. Đột nhiên có tiếng nói từ phía bàn làm việc của chủ tịch. Uyên à, sáng nay anh muốn uống cà phê, em đi pha giùm anh có được không? Dạ, anh đợi chút. Uyên có chút vui trong lòng, vì nhìn vào đôi mắt Tuấn của ngày hôm nay, cô lại có cảm giác ấm áp và trìu mến, giống như 15 năm trước Tuấn nhìn cô. Cô bước ra ngoài, pha một ly cà phê nóng không đường không đá theo thói quen của Tuấn, rồi quay trở lại, đặt ly cà phê lên trên bàn làm việc của anh. Tuấn cầm ly cà phê lên nhấp môi rồi nói: cà phê ngon lắm, cảm ơn em. Vừa nói, Tuấn vừa ngước mắt lên thì lập tức đụng phải cặp ngực trắng nõn căng mọng đang phập phồng lên xuống sau lớp áo mỏng của Uyên. Bất chợt Tuấn vội nắm lấy tay cô, làm cho cô cũng phải giật mình. Anh kéo cô ngồi lên bàn, rồi trèo lên hôn cô tới tấp. Uyên chưa kịp định thần thì hàng cúc áo của cô đã bị Tuấn tháo ra lúc nào không hay. Thấy Tuấn nôn nóng như vậy, Uyên cũng nhiệt tình hưởng ứng. Cả hai quấn lấy nhau như sam. Đến 2 tiếng đồng hồ, sau khi thỏa mãn cơn ham muốn dưới bàn làm việc của Tuấn, hai người mới buông nhau ra. Uyên ngồi dậy mặc vội quần áo vào, hôn lên môi Tuấn một nụ hôn, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cô vào trong toilet để chỉnh trang lại váy áo và make up lại phần phấn đã bị nhòe đi vì mồ hôi đổ ra. Sau khi Uyên đi, Tuấn cũng mặc lại quần áo rồi ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc của mình. Anh không ngừng tự hỏi bản thân: trời ơi, mày đang làm gì vậy? Tuấn ơi là Tuấn. Anh không hiểu nổi tại sao anh lại có những hành động sai lầm tới như vậy, trong khi anh không hề có một chút tình cảm nào đối với Uyên nữa cả. Nói một cách chính xác hơn là anh đang không thể điều khiển được chính bản thân mình. Anh cảm thấy có một năng lực siêu nhiên nào đó tác động lên tâm trí và hành động. Càng nghĩ đến lại càng thấy nhức đầu. Tuấn cố gạt bỏ nó qua một bên và bắt đầu làm việc của mình như thường lệ. Tấp thoáng đã đến chiều, Uyên và Tuấn vẫn làm việc rất nghiêm túc. Lâu lâu Tuấn lại quay qua lén nhìn Uyên cho khẽ cười. Uyên cầm bản hợp đồng tới chỗ Tuấn nói: đây là hợp đồng quan trọng, cần ký gấp vào hôm nay, anh ký giùm em nha. Vừa nói, bàn tay cô ta vừa luồn vào lưng áo của Tuấn mà vuốt ve. Tuấn lại nảy sinh cảm giác lạ, khiến cho bản thân một lần nữa không kiềm chế được ham muốn. Cứ thế, một cơn hoang lạc lại diễn ra. Bà Linh, mẹ của Uyên, đang ngồi trước cửa ngóng con thì thấy một chiếc xe 4 chỗ đang dần đi đến đậu trước cửa nhà bà. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô gái. Và cô gái bước xuống xe kia chính là Uyên. Bà Linh nhìn thấy cảnh này thì không ngạc nhiên gì mấy, vì ngải mị linh của Uyên đã được nuôi dưỡng thành công rồi, nên chuyện mà cô muốn từ đầu bà đã biết là sẽ sớm xảy ra. Chiếc xe vừa rời đi
Uyên vừa bước vào nhà vừa ngân nga vài câu hát. Bà Linh lập tức hỏi ngay: "Thằng đó là thằng Tuấn đúng không?" "Là anh đó mẹ. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời nhất đối với con đó." Bà Linh cũng ngầm hiểu. Cuối cùng thì kế hoạch của họ dày công sắp đặt đã thành công. Bà vội hỏi tiếp với khuôn mặt tỏ vẻ tham lam: "Thế hôm nay có lấy được cái gì không?" "Đương nhiên là không thể thiếu rồi." Vừa nói, ả ta vừa rút trong bóp ra một xấp tiền mà Tuấn vừa đưa cho cô. Bà Linh liền đưa tay chộp lấy, xòe ra đếm ngay. Còn Uyên thì tủm tỉm cười, bước vào trong nhà. Trên đường về, Tuấn dần có sự thay đổi thái độ rõ rệt, từ vui sướng như lần đầu tiên được yêu bằng thái độ ghê tởm. Anh ghê tởm bản thân anh tại sao lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Rốt cuộc bản thân anh đã làm những gì mà khiến cho anh phải hối hận đến như vậy. Tuấn về tới cửa nhà thì thấy vợ và con ra đón. Người thì cầm cặp, người thì ôm hôn anh. Cả ba cùng đi vào nhà. Hôm nay vợ của anh nấu toàn những món mà anh thích nhất. Tuấn thấy lạ nên hỏi: "Ủa, hôm nay là ngày gì mà mẹ con em lại chuẩn bị toàn những món anh thích gì?" Hạnh nghe được câu hỏi này thì khuôn mặt bỗng chốc thay đổi, xen lẫn một chút buồn tủi về sự vô tâm của chồng. Tuấn giật mình, bèn cố gắng lục lại trong ký ức. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới và cũng là ngày sinh nhật của vợ anh. Tuấn giật mình tự trách sao lại có thể quên một ngày trọng đại như vậy. Anh cười giả lả gãi đầu: "Giỡn với hai mẹ con thôi, chứ làm sao anh quên được. Chỉ là nguyên ngày anh lo bàn hợp đồng với khách nên không có thời gian mua quà cho em. Nên là ngày mai anh quyết định sẽ nghỉ một ngày để dẫn hai mẹ con đi chơi bù lại nha." Nghe được câu nói đó, đôi hàng lông mày của Hạnh mới giãn ra được đôi chút. Cô khẽ nói: "Coi như lần này anh may mắn đó. Chứ lần sau mà còn quên như vậy, em không có tha cho anh đâu." Hạnh quay qua đứa con gái bé nhỏ của mình rồi nói: "Nè, rửa tay thật sạch đi, rồi chúng ta cùng ăn cơm nha con." Con bé vui mừng nắm tay hai người cùng đi về hướng nhà vệ sinh. Tối đó cả gia đình đã có một buổi tối quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại đến 3 tháng sau. Từ cung cấp tiền cho Uyên, rồi mua nhà, mua xe cho cô ta, Tuấn đều đã làm hết rồi. Nhưng Uyên vẫn thấy thật sự chưa đủ. Cần vật chất thì Tuấn cho cô vật chất, cần thể xác thì cho cô thể xác. Thế mà Uyên lại còn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, cô nghĩ mãi không ra. Từ lúc chuyển tới căn nhà mới, cô không cần phải đi làm công ăn lương tháng nữa, vì mỗi tháng Tuấn đều cung cấp cho cô vài chục triệu để chi tiêu. Đôi khi con số lên tới hàng trăm triệu, vì Uyên còn đang mang thai con của Tuấn nên cần phải tẩm bổ. Cái thai mới có 2 tháng thôi đã khiến cho cô rất mệt mỏi, từ thể xác đến tinh thần. Ngày nào cũng phải hiến máu cho Ngải để duy trì cuộc sống hiện tại. Giờ một ngày cô cho Ngải uống máu của mình đến 3 lần, mỗi lần đều cắt tay một vết rất sâu để hiến máu nhiều hơn theo yêu cầu của Hồng Ngải. Hôm nay cũng vậy, cô hiến máu cho Ngải xong thì ngồi phịch xuống ghế sofa mà tiếp đi. Còn bà Linh thì từ ngày được theo con gái mình về nhà mới, ngày nào cũng ăn chơi đàng đúng. Tiền mà Tuấn cho Uyên, bà đều lấy chiếm làm của riêng, phục vụ cho thú vui của bà. Còn Uyên ở nhà thì không một ai chăm sóc. Ở phía bên đây, Hạnh càng lúc càng thấy chồng mình có nhiều biểu hiện lạ. Tối nào anh cũng phải ra ngoài đến 2-3 giờ mới chịu về nhà. Anh nói là đi bàn công việc làm ăn, nhưng không hề say xỉn hay có mùi rượu bia gì trên người cả. Mỗi lần anh về, gương mặt đều rất bình tĩnh. Tắm rửa xong thì leo lên giường, ngủ luôn đến sáng hôm sau. Hơn 3 tháng này, Tuấn không hề đụng chạm gì đến, làm Hạnh sinh nghi. Hôm nay cô lén theo sau Tuấn để xem tại sao anh ấy lại làm như vậy. Tuấn nói với Hạnh là hôm nay anh sẽ về trễ, vì mắt có dự án lớn nên có thể sẽ đi công tác lâu dài.
anh kêu cô ở nhà soạn đồ và vali để sẵn cho anh. Nhưng ảnh phát hiện ra anh không hề đi đến công ty, mà lại đến một khu chung cư ở vùng ngoại ô, ít người qua lại. Anh dừng bước trước một căn nhà, không cần bấm chuông thì cửa tự động mở. Sau đó anh chạy vào trong. Hạnh đứng gần đó nhìn vào thì thấy một cô gái từ trong nhà đi ra, ôm lấy eo Tuấn, hôn lên má của anh vài cái. Quan trọng là cô ta đang bận trên người một bộ đầm bầu. Hạnh sốc, cô cảm thấy trái đất như quay cuồng, vội quay lại định chạy đi kiếm một nơi nào đó để mà có thể bình tĩnh lại, thì đột nhiên cô ngã dúi dụi. Bên tai nghe tiếng của một ông lão hự lên một cái, đầu gối của ông đã bị chảy máu. Hạnh hốt hoảng đỡ ông dậy hỏi: "Ông ơi, ông có sao mà?" "Không sao đâu, chỉ là bị say sát một chút thôi con." Ông lão có khuôn mặt hiền từ, cất giọng trả lời. Ông ngước mặt lên thì thấy nước mắt trên mặt cô giàn giụa. Ông ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao con khóc? Bộ ông làm con đau chỗ nào hả?" "Dạ đâu có, con khóc vì chuyện khác." Nói xong câu đó, Hạnh đưa mắt nhìn phía ngôi nhà mà Tuấn và Uyên đang ở bên trong. Ông lão nhìn theo và hình như ông cũng hiểu ra chuyện gì đó. Người đàn ông đó là bạn trai của con sao?" "Dạ không, đó là chồng con." "Thôi con đừng buồn lắm. Đôi khi thứ mà chúng ta nhìn thấy chưa chắc đó là sự thật. Lại đôi khi thứ mà ta không thể tin được thì đó lại là sự thật trước mắt." "Dạ, ý ông là sao ạ?" "Không biết là con có nhìn thấy hay không, nhưng mà ông lại thấy phía sau lưng cậu ấy đang có một cái bóng điều khiển đó. Nói trắng ra đó là một cái hồn, nhưng lại không phải là hồn ma." Hạnh ngạc nhiên, sao ông lão trước mắt mình lại nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy chứ? Cô hỏi: Ông đây là..." "Ông từng là một thầy pháp, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi." Hạnh nhìn ông đầy thắc mắc. Ông cũng rất thẳng thắn mà trả lời ngay: "Ông đã phạm một sai lầm rất lớn khi không phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu. Vậy nên bây giờ ông đang phải trả giá." "Vậy chồng con thì sao vậy ông?" "Nếu ông đoán không lầm thì đó không phải là hồn ma, mà là một hồn ngải." Sao ông biết được đó là hồn ngải ạ?" "Vì âm khí nó toát ra có màu đỏ thẫm, trên người lại bốc lên mùi máu người. Mùi máu của nó và mùi máu trong người cô gái đang có thai kia là cùng một màu đó." Hạnh lại thắc mắc. Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng ông lại khiến cho cô có cảm giác rất tin tưởng. Tin tưởng một cách vô điều kiện, không có lý do. "Vậy có nghĩa là sao không?" "Có nghĩa là hồn ngải đó là do cô ta dùng chính máu của mình để nuôi. Thường thì những người nuôi ngải sẽ dễ bị nghiệp quật, nên không thể có thai với người mà cô ta dùng ngải điều khiển được." "Vậy là cô ta giả mang thai sao ạ?" "Không, cô ta có thai thật, nhưng đứa trẻ đó chắc không phải là người." Hạnh bất ngờ về câu nói của ông lão. Cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn, vì sự thật là chồng mình không có ý phản bội mình. "Ông ơi, ông có thể cứu chồng con được hay không ông?" Ông lão thoáng buồn khi nghe câu hỏi của cô. Ông chợt nhớ lại năm đó, ông cũng là một pháp sư rất nổi tiếng. Nhà ai mà có chuyện gì về tâm linh đều tìm tới nhờ ông giúp đỡ. Nhưng có lẽ ông đã quá để tâm vào cái tài trừ tà diệt yêu của mình mà không phân rõ thị phi, trắng đen. Cuối cùng ông bị nghiệp làm thầy quật lấy.
Bây giờ ông thân tàn ma dại, cả đời chỉ có thể sống một mình, không con không cháu. Chuyện sai lầm trong cuộc đời của ông, đó chính là không phân biệt được ma tốt ma xấu, không chịu nghe lời giải thích mà chỉ điên cuồng diệt ma trừ tà. Ông nói: nếu là 20 năm trước con hỏi ông câu này, chắc chắn ông sẽ giúp con. Còn bây giờ thì xin lỗi con, ông không thể. Trời ơi, vậy không biết tìm ai để cứu chồng con bây giờ. Hạnh lại bật khóc. Ông lão thấy vậy thì xót thương cho cô. Một cô gái đơn thuần, trong sáng, nhưng lại rất kiên cường và mạnh mẽ. Nên bèn đưa ra một gợi ý. Không phải là hết cách đâu, nhưng mà đối với một cô gái như con, đúng là có hơi khó khăn. Hạnh nghe thấy như có một tia hy vọng, cô liền quỳ xuống mà năn nỉ. Ông ơi, nếu có cách gì, con xin ông hãy nói cho con biết có được không? Cho dù có khó khăn đến mấy, con cũng sẽ cố gắng cứu lấy chồng con, cứu cha của con. Ta có một sư huynh hiệu là Khai Nguyên. Hiện tại huynh ấy đang ở trên núi Sam để tu hành. Nhưng mà từ lâu huynh ấy đã thoát khỏi trần tục, không còn muốn liên quan đến hỷ nộ ai ố bên ngoài nữa. Nếu con có thể đến đó và thuyết phục được huynh ấy, thì chắc chắn chồng con sẽ được cứu. Hạnh không suy nghĩ gì hết, cô liền gật đầu nói ngay: dạ con sẽ đi. Ông cho con xin địa chỉ của Khai Nguyên sư phụ đi ông. Được, con đợi ông một lát. Ông lão thò tay bầu túi, lấy ra một cái ví. Sau đó cẩn thận lấy một tờ giấy nhỏ đã ngả vàng, đưa cho Hạnh, rồi nói: địa chỉ ở trong này, con cứ theo chỉ dẫn mà tới tìm. Nếu huynh ấy có hỏi là ai đã chỉ con đến, thì cứ nói là một ông già vô danh, tự xưng là Khai Thông, bảo con đến nhờ huynh ấy giúp đỡ. Còn đây là tờ giấy mà ta đã viết từ lâu nhưng chưa gửi đi được. Khi nào tới nơi, con đưa cho huynh ấy giúp ta. Ông lão nhét thêm một tờ giấy được gấp gọn gàng vào tay của Hạnh, rồi dặn dò vài điều. Hạnh gật đầu cảm ơn ông rối rít. Ông nói có việc gấp cho nên quay lưng bước đi. Thoáng chốc đã không thấy bóng dáng ông đâu nữa. Hạnh cũng lủi thủi về nhà, chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Hạnh về tới nhà thì đi ngay vào trong phòng ngủ, mở tủ lấy vài bộ đồ để vào trong ba lô. Cô cũng không quên cầm theo chiếc áo của Tuấn thích nhất, theo lời dặn của ông lão nọ. Mở két sắt lấy ra một ít tiền rồi rời đi. Trên xe cô gọi cho mẹ mình, nhờ bà giữ con gái hộ mấy ngày vì cô có việc phải đi xa. Mẹ cô là một người hiền lành lại đôn hậu nên rất nhanh đồng ý, bà không hỏi gì thêm. Đến nơi, Hạnh bước xuống xe, bắt đầu đi bộ để tìm taxi. Bắt gặp chiếc taxi nào, cô cũng đưa địa chỉ của Khai Nguyên đại sư, nhưng không ai biết đó là nơi nào. Hạnh đang ngồi nghỉ trên vỉa hè thì có một anh xe ôm chạy tới hỏi: chị ơi, đi xe ôm không chị? Nhìn cách chị ăn mặc á, là biết không phải người vùng này rồi. Chị cần đi đâu hả? Hạnh đưa tờ giấy địa chỉ cho anh xe ôm xem, rồi nói: anh coi giùm tôi. Sáng giờ tôi hỏi mấy chục chiếc taxi rồi mà không ai biết địa chỉ này hết á. Anh xe ôm cầm lấy tờ giấy trên tay Hạnh đưa, cho cười lớn. Họ không biết là đúng rồi cô ơi. Bây giờ chỗ này đổi tên khác rồi, với lại đây là đường lên núi mà ít người đi, nên họ không biết không phải thôi. Anh biết hả? Đương nhiên rồi. Địa chỉ này tôi tới rất thường xuyên đó, vì trong đó chỉ có một đại sư cao tuổi nhưng mà lại chữa bệnh rất hay. Tôi từng đưa mẹ tôi tới đó trị đau khớp rồi. Đại sư rất là cao tay, chỉ trong 3 tháng thôi mẹ tôi bớt đau nhức hẳn ra đó.
Anh đưa tôi tới đó được không? Tiền xe tôi trả cho anh gấp đôi cũng được. Anh xe ôm nghe vậy thì lấy cái nón bảo hiểm đưa cho cô rồi nói: À, cô lên xe đi. Hạnh không do dự, cầm lấy nón bảo hiểm đội lên đầu rồi ngồi lên xe. Xe ôm chở Hạnh từ trưa tới tối mà vẫn chưa tới nơi. Gã chở cô đi từ hẻm này sang hẻm khác. Đến tối thì cũng vừa lúc tới một ngọn núi. Hạnh bước xuống xe, đi tới thấy cái bảng đề chữ núi Sam. Cô vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã đến được nơi. Cô quay lại định mở bóp trả tiền xe thì bị anh ta tán cho một cái rồi giật lấy cái bóp tiền. Hạnh bàng hoàng, biết ngay là mình gặp phải kẻ gian, nên ngay lúc cả xe ôm đang nhìn cái ví vừa cướp được trong tay thì cô nhanh chóng bỏ chạy. Tên xe ôm thấy cô chạy cũng đuổi theo. Hạnh dùng hết sức bình sinh để chạy thật nhanh, nhưng tối trời, đường trơn, cô cứ liên tục bị vấp ngã. Cuối cùng khi cô đã hết sức chạy không nổi nữa mà phải ngồi nghỉ ở một gốc cây to giữa rừng. Gã kia chắc đuổi theo không kịp nên đã từ bỏ rồi. Cô ngồi thở ra một cách gấp gáp. Đây là lần đầu tiên Hạnh chạy nhiều như vậy. Cô đã chạy rất lâu và cũng không kịp để ý là trời đã gần sáng. Đột nhiên có một tiếng kỳ lạ phát ra từ trên ngọn nơi gốc cây mà cô đang ngồi. Hạnh hoảng sợ định chạy đi thì nghe tiếng loạt xoạt như tiếng chân người đang bước đi. Ngỡ là tên xe ôm đã đuổi đến kịp nên cô đứng dậy chạy tiếp, thì vừa quay lưng, một gương mặt méo mó như bị xe cán nát đang đứng sau lưng cô. Cô hoảng sợ la lên thất thanh, chân tay bủn rủn, đứng dậy không nổi vì sợ. Cái thứ đó đang tiến lại gần cô, lộ ra một bộ mặt kinh hãi tới vô cùng. Ngoài gương mặt méo mó nát bét ra thì tay chân nó cứ lắc lư đung đưa qua lại. Hạnh vô cùng sợ hãi mà hét lên: Có ai không? Cứu tôi với! Có quỷ! Con quỷ lạ lạ bay đến trước mặt Hạnh, miệng nó chảy ra những chất dịch lòng thòng, cặp nanh dài gần một gang tay, móng vuốt nó giơ lên định vồ tới. Hết cách, Hạnh đành nhắm mắt chờ chết. Thì bất thình lình có một luồng ánh sáng màu vàng từ đâu bay đến, đâm thẳng vào ngực con quỷ. Nó thét lên một tiếng hãi hùng rồi thân hình từ từ biến mất vào hư không. Hạnh mở mắt ra trong cơn bàng hoàng thì không thấy con quỷ đâu nữa. Phía sau cô có một tiếng nói cất lên: À, đêm hôm khuya quắc, cô lên núi làm gì? Lúc nãy nếu không có ta thì cô thành đồ ăn của quỷ rừng rồi đó. Hạnh quay về hướng phát ra tiếng nói. Cô ngạc nhiên, người vừa cứu cô lại là một ông lão. Trên người mặc bộ đồ tăng sư, trên lưng đeo cái sọt tre đựng đầy cây thuốc. Dạ, có một ông lão tốt bụng chỉ con lên đây, tìm một vị đại sư tên là Khai Nguyên, mời ngài ấy về cứu chồng của con. À, chồng của cô bị làm sao? Dạ, con nghe ông lão tốt bụng đó nói chồng con bị người ta dùng ngải mê hoặc. Thế là Hạnh vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho vị sư nghe. Từ chuyện chồng mình có thái độ kỳ lạ trong 3 tháng nay, với chuyện tình cờ gặp được một ông lão tên là Khai Thông giúp đỡ. Nghe đến đây, vị sư kia giật mình. Ông thốt lên: Sư đệ, cô gặp được sư đệ của ta sao? Ông ấy là sư đệ của ngài. Vậy ngài là Khai Nguyên sư phụ sao? Hạnh ngạc nhiên tột cùng khi nghe đại sư trước mắt lại chính là người mà cô muốn tìm. Hạnh vội vàng quỳ xuống dập đầu lại Khai Nguyên sư phụ. Ông rất là bất ngờ trước hành động này, nhanh chân tiến tới đỡ cô đứng lên. Lúc nãy ta có nghe cô nhắc đến việc có đem theo một chiếc áo mà chồng cô hay mặc, đưa đây cho ta. Hạnh nhớ lại tất cả đồ đạc đều bị tên cướp kia lấy đi hết rồi. Cô không biết làm sao, cuối cùng đành nói: Dạ, chiếc áo đó con bỏ trong ba lô, nhưng mà ba lô bị người ta cướp mất rồi. Vậy trên người của con còn thứ gì mà chồng con mua cho con hay không? Hạnh nhìn quanh người mình tìm kiếm,
từ quần áo đến giày dép thì không có. Đến khi nhìn vào tay, cô bất chợt nghĩ ra ngay. Dạ có, là chiếc nhẫn cưới này. Đây là chiếc nhẫn mà tất cả đàn ông trên thế giới này chỉ được mua một lần trong đời. Con và chồng đi du lịch bên Trung Quốc, tình cờ thấy tiệm trang sức của hãng kia đẹp quá, cho nên mua nó. Nó rất có ý nghĩa với con. Khai Nguyên đại sư nhìn vào chiếc nhẫn đang lấp lánh trong tay của Hạnh, rồi bảo: con tháo nó ra đưa đây cho ta. Cô làm theo lời đại sư ngay, đặt chiếc nhẫn vào tay ông. Hạnh hy vọng rất nhiều. Cô mong rằng thứ mang ý nghĩa quan trọng với cuộc đời của cô sẽ cứu được chồng của cô. Đại sư Khai Nguyên nhận lấy chiếc nhẫn rồi lầm trầm đọc cái gì đó. Rất lâu sau, Hạnh chỉ nghe ông nói to: cấp cấp như luật lệnh, khai. Lập tức có một luồng sáng phát ra nhập vào trong chiếc nhẫn. Khai Nguyên đại sư giơ tay lên bắt ấn, chiếc nhẫn tự bay lên không trung rồi toát ra âm khí màu đen. Tay bắt ấn, miệng liên tục niệm Phật. Bây giờ tại Sài Gòn, trong nhà của Uyên, đột nhiên Tuấn đang ăn cơm thì lại té xuống đất. Anh lăn lộn qua lại tỏ vẻ đau đớn tột cùng. Bụng của Uyên cũng bất chợt đau đớn dữ dội. Cây ngải trong phòng phát ra luồng khói màu đen. Hồng ngải cất tiếng nói vọng ra ngoài gọi Uyên: chủ nhân, mau vào đây nhanh lên. Uyên cố gắng ôm cái bụng đau như bị ai bóp mạnh mà từ từ đi vào trong. Đến nơi, ngải kêu cô tới gần hơn chút nữa. Uyên tới gần, ngải vội hút ma khí từ bụng của Uyên sang ngải. Cô hốt hoảng la hét hỏi: ngươi làm gì con ta vậy? Nó không phải là con của ngươi, nó chỉ là nơi hội tụ ma khí của ta mà thôi. Giờ đây có người đang muốn diệt trừ ta, ngươi phải giúp ta thì mới có thể sống được. Mị Linh ngải đáp. Uyên hết cách đành phải nghe theo. Ngải hút hết ma khí trong bụng của Uyên thì cười lên khanh khách mà nói: tên tăng sư thối tha, ngươi tưởng trăm năm trước phong ấn ta được một lần thì bây giờ có thể phong ấn lần thứ hai sao? Nằm mơ đi. Dứt câu, hồn ngải xuất ra. Uyên té xuống đất bất tỉnh. Hồn ngải liền nhập vào thần hồn của Uyên rồi bay đi. Hạnh đứng bên cạnh Khai Nguyên đại sư lo lắng. Nãy giờ cũng lâu rồi mà đại sư vẫn giữ vững một tư thế không hề nhúc nhích. Đột nhiên có một ánh sáng màu đỏ trực từ xa bay đến. Khai Nguyên đại sư vội nói lớn: còn tránh ra sau lưng ta đi, mau lên. Hạnh vội chạy ra đằng sau. Đại sư nói: con ngồi xuống, vừa thiền vừa đọc chú Đại Bi đi con. Hạnh trung trung lập tức làm theo. May mà mỗi tháng trầm, Hạnh đều đến chùa đọc kinh cầu bình an cho gia đình, nên chú Đại Bi với cô không còn xa lạ gì nữa. Luồng sáng đỏ đó bay tới, tính xông vào đại sư, thì ông liền trút ra trên người một lá bùa, lầm trầm đọc câu chú. Lá bùa phát ra một luồng ánh sáng vàng, bay đến luồng sáng đỏ kia rồi cọ sát vào nhau. Đại sư nói: nghiệt xúc, năm xưa ta phong ấn ngươi vào thân Mị Linh, nhốt ngươi ở giữa rừng. Qua bao nhiêu năm như vậy rồi, ngươi vẫn không biết hối cải. Thế thì hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi, để ngươi không hại người được nữa. Bộ lão già như ngươi, tưởng ta vẫn còn như năm đó hay sao? Yếu đuối để cho ngươi bắt nhốt hả? Ngươi mơ đi. Hai bên tranh đấu kịch liệt. Chợt phía xa, một bóng hình vừa đi vừa bắt ấn. Một luồng sáng xanh bay đến, đánh cây ngải bật ra xa. Mị Linh ngải thét lên: Khai Thông, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn thích chơi cái trò bẩn thỉu như vậy, đánh lén người khác sao? Người đó đi tới gần, khuôn mặt dần hiện ra. Đó thật sự là ông lão hôm đó đã chỉ dẫn cho Hạnh, Khai Thông. Hồn ngải lùi lại, trên miệng chảy ra máu đen. Ngài nói: cho dù hôm nay ta có tan hồn nát phách, cũng quyết kéo hai huynh đệ các ngươi theo. Khai Nguyên đại sư bất ngờ thấy sư đệ đến giúp. Ông nói: sư đệ à,
cuối cùng đệ cũng chịu đến gặp ta rồi. Chuyện năm đó là lỗi của ta, là ta không khuyên ngăn đệ, không dạy đệ phân biệt lành dữ, nên con đường của đệ mới bị hủy đi như vậy. Sư huynh, đệ không trách huynh, đó là một bài học mà cả đời này đệ không bao giờ dám quên. Im đi, hai lão già đáng chết nhà ngươi. Tiếp chiêu. Hồng Ngải xông đến, dùng tất cả sức lực mà tấn công. Hai người đại sư cùng nhau cắn tay nhỏ máu vào bùa, rồi bắt ấn, đồng thanh mà hô lớn: Hỡi bốn phương tám hướng, hỡi những thần linh ngụ tại cõi U Minh Thượng Lâm, hãy giúp ta giết quỷ mị linh. Cả hai cùng chỉ tay ấn về phía thân Ngải. Lập tức Hồn Ngải đau đớn, thét lên: Không thể như vậy, hai người muốn chết thì tự mà đi đi, đừng lôi theo ta. Hồn Ngải thét lên một tiếng hãi hùng, rồi dần dần biến mất. Trời cũng từ từ sáng hẳn. Khai Thông quay sang nói với Khải Nguyên đại sư: Tốt quá rồi, cuối cùng hai chúng ta cũng đã có thể xong kiếm hợp bích, diệt được Ngải Tà Linh. Nhưng cùng lúc đó, cả hai người đại sư cùng lúc học máu ra. Hành vội đứng lên đỡ lấy hai người ngồi xuống. Khai Thông nói: Cô gái à, cảm ơn con, con rất mạnh mẽ. Giờ thì ta đã cứu được chồng của con rồi, con mau về đi. Còn hai người thì sao ạ? Hai người bị thương quá nặng rồi. Hành vừa khóc vừa nói, cô lo lắng cho hai vị sư phụ vô cùng. Nhị vị đại sư cùng nhìn nhau mỉm cười. Sau đó thân thể của hai người cũng từ từ mờ dần đi. Tại sao lại như vậy? Thân thể của hai đại sư bị sao vậy? Vì diệt được chồng Ngải đó, bọn ta đã dùng hết linh lực mà mình có rồi. Cây Ngải đó hồn phi phách tán thì bọn ta cũng vậy thôi. Hai chúng ta đã hiến thần xác cho thần linh để mượn sức mạnh thần linh mà trị quỷ. Giờ bọn ta phải đi rồi, con hãy về đi con. Nói xong, thân hình hai vị sư phụ tan biến vào hư không, bỏ lại Hạnh ngồi đó ngơ ngác. Cô không thể tin được rằng trên đời này lại có người có chấp nhận hy sinh tánh mạng của mình để cứu người trong thiên hạ bằng cách dâng hiến thân xác. Cô khóc, khóc rất nhiều, đến khi mệt mỏi thì ngất liệm đi. Tuấn sau khi đau đớn dữ dội thì tỉnh dậy. Anh nhìn quanh, thấy đây không phải là nhà của mình thì ngạc nhiên vô cùng. Sau đó tất cả ký ức của anh và Uyên chợt ùa về. Anh chạy quanh nhà thì thấy Uyên đang nằm trong phòng, khóe miệng dính máu và đang bất tỉnh. Anh đưa cô vào bệnh viện nhưng không cứu được cô. Uyên đã ra đi. Bệnh viện chỉ trả lời anh là Uyên bị đột tử mà chết. Tuy Tuấn biết Uyên đã làm hại anh, nhưng thật sự đã từng có thời gian mà anh yêu cô. Anh yêu cô từ năm mà hai người cùng học chung, cùng nhau đến trường mỗi ngày. Đến khi Uyên bỏ anh đi, anh rất đau lòng, đau đến tuyệt vọng. Nhưng anh không ngờ hôm nay Uyên lại một lần nữa bỏ anh mà đi. Còn Hạnh, anh gặp cô trong lúc anh tuyệt vọng nhất, là cô đã cứu anh thoát khỏi tử thần. Hôn nhân của hai người chỉ là một cuộc hôn nhân do hai bên gia đình tự quyết định. Lúc mà Tuấn tuyệt vọng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, ở với nhau dài lâu, Tuấn nhìn thấy được những cái tốt của Hạnh mà dần dần đã yêu cô thật sự. Tuấn lủi thủi bước ra khỏi bệnh viện thì điện thoại reo lên. Anh bắt máy. Sau khi nghe xong, anh liền gọi taxi và lên xe lao vụt đi. Cuộc gọi đó đến từ nhân viên y tế ở một huyện vùng sâu vùng xa. Cô nhân viên nói với anh, sáng nay có một đoàn người lên núi thì bắt gặp một cô gái đang nằm bất tỉnh giữa rừng. Trên tay cầm một chiếc nhẫn, miệng lẩm nhẩm gọi tên anh. Người ta đưa cô về trạm y tế gần nhất. Tại đây người ta đã cấp cứu cho Hạnh và tìm được số điện thoại của anh,
từ trong cái điện thoại cô bỏ trong túi. Tuấn đến nơi, lao ngay vào trạm y tế. Anh thấy vợ mình nằm đó, mình mẩy đầy vết thương. Anh lao tới bên cô, nắm lấy tay mà nói: Hạnh à, em tỉnh dậy đi, anh tới rồi nè. Hạnh từ từ hé mắt ra, giọng yếu ớt: Anh Tuấn, chồng em đây rồi. Không phải là em mơ chứ? Chẳng phải anh đang ở với Uyên sao? Cô khóc, nước mắt cứ lăn dài. Cô biết Tuấn chỉ bị người ta hãm hại, nhưng trong lòng cô vẫn rất giận anh. Giận anh đã có những giây phút quên cô, quên mất gia đình của mình. Anh xin lỗi, anh cũng không biết tại sao anh làm những chuyện này nữa. Nhưng anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không còn chuyện như vậy lặp lại nữa đâu. Hạnh khẽ mỉm cười. Cô ôm lấy anh, miệng thầm nói: Em yêu anh. Tuấn cũng trả lời cô bằng một cái hôn. Anh cũng nói: Hạnh à, vợ, anh cũng yêu em. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Giải trừ ngày yêu của một cây viết mới tham gia vào kênh chúng ta, Trần Trân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.